Hello, xin chào các bạn nha. Mình là Mít Đến nha các bạn. Cũng lâu quá mình cũng chưa đăng cái clip nào. Hôm nay mình về Chùa Vuông á, mình thấy cá đó, cá nó ra miệng cống quá. Chứ trời chả gió nè mấy bạn. Cái mình mới điện chú Bảy vô quay để mình xả nước kiếm cá cho mấy bạn xem nha. Dùng với mình là xả nước kiểu này nè, đi theo mình nha. Đó, các bạn thấy cá không? Đục với các bạn nhé, cục đục là hồi không còn cái gì luôn các bạn, cục đục các bạn. Đây cũng có hèo mà hèo nhỏ quá. Cái này là cái cống nữa các bạn, bắt đầu là cho đến đầu ấy bẩn lên. Quay nha bạn, quay mình cái tay quay của mình gãy rồi, bây giờ mình chế cái tay quay này các bạn. Xả nước ra các bạn. Xả cá mình quay được cao quá các bạn, phải có hai thắt. Quay có 45 phút nửa tiếng là mình ra một thăm nha các bạn. Đậm quá là nó ra luôn đó. Bây giờ mình đi vô mình đợi nha các bạn. Đợi ngồi mình đổ lục các bạn. Quay cá các bạn. Này các bạn nè, bây giờ mình xả nha các bạn, xả nè, mà nước ra đó, đây chảy ra ngoài sông đó, ngoài sông là bắt đầu là nước ròng nha các bạn, rất nước ròng. Đây đây mình xả ra, xả nước ra để mình bắt cá đối, bắt cá đối nha các bạn. Đó, đây là mình dùng cái lú để mình hứng chặn lại cá lại các bạn nè. Ở đây nè, đó à, đó bây giờ chảy ra sông vậy đó. Rồi là cỡ chừng khoảng nửa tiếng gì đó, 35 phút gì đó các bạn, mà mình bắt đầu mình mới ra mình thăm thăm cho các bạn xem. Cái này là mình phải tránh ra để thôi, nó ở đây nó động nè, cá nó không có vô. Này là lú, này là lú sổ các bạn. Nói chung á thì hôm nay mấy anh em thì mỗi người một công chuyện đó các bạn, bận công chuyện á rồi cũng không có đi quay được nữa. Hôm nay mình đang ở nhà, cái đến điện thoại ra nói giờ cá ra cống quá rồi. Cá ra cống quá rồi, cho nên là thôi bây giờ hai cháu quay xả nước ha, xả nước để coi có cá không, để cá đối, xả cá đối đó các bạn. Cái này đó mình xả ra ngoài sông rồi, xả cái này nè các bạn, mình xả nước cho nó cạn cái vuông á, cạn vuông xong á, rồi buổi nước lớn đầy lên nè, nước lớn ở ngoài sông á, nước lớn ngoài sông này nè các bạn, đầy lên cao lên rồi mình mới lấy nước trở vô là để mình sổ vuông, lấy vô cũng lấy vô đầy luôn rồi mình sổ vuông. Bây giờ hai chú cháu chờ ha, cỡ chừng nửa tiếng đi ra kéo lú lên cho các bạn xem. Giờ mình vô chứ đây nắng quá, coi ở dài đây coi đây có chim chép không, sao chạy lượn tận là lượn quá trời, cá bóng sao u là mày, cá bóng sao các bạn thấy không, quá khứ.
quá trời cá đằng sau. Mà cái này thục một cái này chòi vuông của Mr. đến các bạn, sập hết trơn các bạn, nó là sập rồi. Ngã hết trơn rồi, bữa nào làm lại. Này đây các bạn, đó đó là cống ha. Ở đây thường thường là mấy anh em hay đến đây quay câu cua đồ với lưỡi cá nè. Vì chỗ này hổm mấy anh em hai chú cháu câu cá bóng, thả cá bóng được bạn. Bóng dữ lắm à. Dữ lắm. Bây giờ gió này là cá nó xuống. Mình đi lại lựa chỗ chọn chỗ mình đó, mình cắt cái liều ấy. Tham quan. Hôm nay mần cỏ là sạch quá ha. Bữa nào trồng bắp lại đến này. Con trồng ba cái hé nè. Cái gì? Trồng ba cái gì mấy thằng đưa đó. Cây hổm hả? Nè. Bắp cái gì nè. Cái xanh. Xanh nào xanh. Nãy giờ ngủ quên các bạn ơi, chị đi qua kêu đến nó ngủ. Kêu nó cái chị. Đến đây. Đến. À. Con vậy đổ đục nè, nãy giờ lâu dữ rồi. Chết bài. Hơn nửa tiếng rồi đó. Nước lớn luôn nó vậy. Tôi nằm tôi cũng ngủ quên luôn trời. Chết trời. Nước lớn luôn ngủ. Nước lớn là làm sao? Chết rồi. Ôi, quá cá rồi bảy ơi. Có không? Có. À, yếu quá trời, từ nãy giờ chạy ngược lại nữa, chừng nữa. Thấy có không? Mấy con rồi đó. Có cá các bạn. Nãy giờ hai hai thằng vô nằm còn ngủ quên luôn. Quên luôn. Ít quá. Chết rồi. Mấy con à. Quên luôn. Chết gì ta. Tệ hại thiệt chứ. Chắc mới mấy con cá mới thời nó chạy ngược lên cái gì á, còn chạy sốt. Ngược đó nó nãy chạy ngược lên nó đóng kịp á. Mấy con bạn ơi. Nằm ngủ hồi ngủ quên các bạn, nằm chờ đang đấu đục. Có 3 con. 4 con cá. Quá yêu hiu à. Chết rồi. Bể nợ luôn. Nước lớn các bạn. Ừ, trời. Đi quay một mà đi ngủ không. Dạ, đến đóng cống nữa các bạn. Đóng cống chờ nước lớn nữa. Lấy nước vô sổ. Mấy con cá lên trơn. Giờ còn có 4 con cá các bạn ơi. 4 con. 5 con. Ờ được 5 con. Chạy quá nãy ngủ giật mình cái chị. Nó quay có 20 phút ra được rồi. Ừ, nãy là sớm. Nó ngược lên cho. Để ngày mai đi. Mai canh cho tốt. Cá còn thịt quặn quá trời. Còn cá nhiều lắm. Lòng chạy ngược lên. Ủa. Ủa thiệt cái. Cá đó nó mềm các bạn. Cá vuông á, nó ngon lắm, tiền nó không mực bự nhưng nó béo lắm. Tươi rồi. 5 con hồi chiều cũng làm được mẻ bỏ chạy rồi bỏ hết ổn không mà số con cá được lớn rồi nè đó nó búng đó hôm số mình thả mấy nước nay là được lớn rồi bạn
Con tôm sú con nè các bạn. Thả ra rồi nhưng mà mình không có thả vô lại được các bạn. Giật mình. Nó cũng không sống được nữa. Nên mình thảy đại ra sông. Thử nó sống không? Nếu mà thả ra sông coi chừng nó sống nó đến rồi. Sông nó sống. Trong vô nó con nào ra là. Bạn uổng quá. Giật mình nó vậy thì nước lớn đã luôn rồi. Quá trời té con luôn các bạn. Té con nhóc cái chân. Xuống rồi. Xuống rồi. Thả đại xuống sông lại cho nó lớn. Cá bóng mini rất là đẹp. Ý, con cá heo có nhiều phải không? Hả cá chẽm gì vậy? Cá lường gì vậy? Thấy không? Cái heo nó đẹp quá vậy? Cái gì? Hả? Nó đẹp quá vậy? Tiếp quá bạn ơi. Uống quá bạn ơi, ngủ quên. Ăn cháo rồi cũng quên cái giờ còn một năm cá rồi. Rửa xong không còn con nào luôn, báo luôn. Đấy, nước lớn đầy lên các bạn. Quên. Thấy tôi nghe bạn, tại nãy giờ dơ, cá thấy tươi. Ai cá thằng lòi, cá thằng lòi. Thôi dùm vô các bạn ơi, vô nè. Các bạn ơi, tại quay clip mà gió riêu rồi thiên trời, chữ thiên bữa nay trời gió, ngủ ngon. Đây con tôm sú nè, thả xuống. Ô xiên các bạn, xiên mập bây giờ nó qua bên làm shipper rồi các bạn. Rồi 4 con thì chiều cũng được mẻ rồi, 5 con. Mình vô ha. Thôi các bạn ơi, giờ ngủ quên này, lỡ hứa bạn nhiều đồ, giờ cũng có 5 con à. Thôi để bữa nào mai đi. Mai có nước, có trời, có trái gió nữa mình xả cho bạn xem nha. Giờ chào bạn nha. 5 cá. Chào bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip lần sau nha các bạn. Lần sau mình sẽ làm chắc hơn. Mình không, mình rồi chào các bạn nha, hẹn các bạn clip sau các bạn. Rồi chào.